tiếp tục vào việc anh chị ơi. À, đây là căn nhà hoàn công và 110m2, sổ Hồng riêng, ngang 5m5 và dài 20. Và báo cáo anh chị mình chỉ có 3 tỷ 8 thôi. 3 tỷ 8 là anh chị nghe không nhầm đâu, một mức giá cần phải bán nhanh tại thời điểm này, bán trong vòng vài ngày. Bên chủ nhà báo cho em vậy thì em cũng xuống em quay phim luôn để cho anh chị mình xem. Nhà tại phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, gần vòng xoay An Phú, gần ngã 6 An Phú, một vị trí rất là thuận tiện để di chuyển. Đây là trung tâm của thành phố Thuận An. Và đường trước nhà rất đẹp luôn quý chị nha, đường rải nhựa. Và anh chị ơi, căn này là 110m2, điểm cộng là ngang 5m5 và điểm cộng tiếp theo là nhà hoàn công và điểm cộng tiếp theo là 3 tỷ 8, một mức giá rất rẻ. Dành cho anh chị nào phù hợp anh chị nha. Đấy, hãy bút chút thời gian đi xem ngay và quyết đoán ngay căn nhà này. Ngày hôm nay em Hải ghi hình căn nhà này thì em nghĩ là sẽ vào việc sớm thôi, tại vì những căn nhà rẻ như thế này bán rất nhanh. Anh chị nên nhớ là 110m quý chị ạ, mà ngang 5m5 ạ. Đấy, một chuyện tích tuyệt vời, hết sức tuyệt vời luôn quý chị ơi. Sổ Hồng riêng, sổ hoàn công anh chị ha. Đường trước nhà đường rải nhựa đẹp luôn quý chị ơi. Cái quỹ đất bên đây là để xây chung cư, ở trên quy hoạch là có quý chị nha, hiện tại là chưa làm, đang vây tôn đây thôi, nhưng mà mình check quy hoạch là ra. Đó là thông tin về câu chuyện về tương lai về sau này, đúng quý chị ha. Đường này đẹp chưa? Đường thông quý chị nha. Đấy, nếu mà kết hợp mình có thể kinh doanh nhỏ nhỏ được luôn đó quý chị ha. Kinh doanh được nha, kinh doanh nhỏ anh chị nha. Đó, rất đẹp luôn. Thiết kế nhà của mình thì phía trước mình có một cái sân, mình để được ô tô, còn để xe máy thì thoải mái quý anh chị, tha hồ mà để nhá. Để được rất là nhiều xe máy luôn đó quý anh chị ha. Còn không thì mình để trước ô tô là quá ok ha. Đây, đây là phía trước của nhà mình, ngang 5m5 mà quý anh chị, ngang 5m5 mà. Dài 20 luôn á, sổ Hồng riêng nhá. Tất cả bất động sản em Hải review là sổ Hồng riêng. Sang tiền ngay bất cứ lúc nào nếu mà anh chị mình yêu thích căn nhà này. Đó, nhà thì cần bán nhanh, giá thì rẻ. Nên là hôm nay cũng có rất là nhiều anh chị em xuống đây quay phim. Thì nói chung là mua bán mà, ai có duyên thì bán được thôi quý anh chị ơi ha. Nên em cũng tranh thủ em quay phim cho anh chị mình xem. Anh chị nhớ đăng ký kênh để xem nhiều video hơn. Nhà ngang 5m5 anh chị nhá, rộng rãi nhá. Đây xíu nữa lên lầu. Một trệt một tầng lầu anh chị. Rất đẹp luôn, thông thoáng ha, không dần mở quý anh chị nhá. Em quay lại cái sân cho anh chị mình xem này. Hồi nãy chị quay chưa quay nhá. Đấy, sân này mình để được ô tô ha. Nếu chiếc này mình để được ô tô 4 chỗ anh chị nhá. Mình vẫn có thể chỉnh sửa lại để mình để ô tô 7 chỗ được, 7 chỗ được quý anh chị nhá. Đấy, rất đẹp luôn. Phía trước đây cũng có dựng khung sắt hết rồi, lợp tôn và rào hết rồi quý anh chị nhá. Đó, ô tô 4 chỗ là ok ha. Còn ngoài ra mình muốn để ô tô 7 chỗ thì mình chỉnh lại một chút xíu. Đấy. Nhà mình là gần với gần vòng xoay An Phú, gần ngã 6 An Phú, một vị trí trung tâm của thành phố Thuận An, gần khu công nghiệp V-Ship 1, thuận tiện cho anh chị mình di chuyển và công tác làm việc, gần vòng xoay An Phú, ngã 6 An Phú. Ngoài ra chỗ này về thành phố Thủ Đức quý anh chị là 8 km ha. Anh chị mình sẽ tới cầu vượt Sông Thần, chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, chạy thẳng một đường DT743. Đấy, bếp ăn nhà mình đây anh chị nhá. Nhà này là do chính chủ nhà xây lên để ở quý anh chị nhá, do chủ nhà xây để ở quý anh chị nhá. Đấy, thông tin như nào thì quay như đó quý anh chị. Ở đây có một cái phòng ngủ dưới này, đang đóng cửa phòng ngủ dưới nha quý anh chị. Ở đây nha. Đó, vậy là nhà mình sẽ có một phòng ngủ dưới, có sân ô tô. Ở sau đây sẽ là khu vực nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thông lên có những trời nhà nhỏ quý anh chị ha. Đây, nhà vệ sinh tầng trệt đây. Nhà hoàn công, anh chị ơi lưu ý giúp em, đây là căn nhà hoàn công. Nhà hoàn công, nhà được thể hiện ở trên sổ đó quý chị ha. Anh chị nào cần tìm nhà hoàn công đây nhá. Đây phòng ngủ dưới của nhà mình đây này. Đó. Nhà này hoàn công 3 tỷ 8 còn bớt còn thương lượng anh chị nhá. Đông không? Các bạn xuống quay phim rất đông rồi quý chị. Anh chị nhớ đăng ký kênh của em Hải để xem nhiều video nhà đất em Hải rất là nhiều, mong muốn được gửi tới anh chị để anh chị tham khảo ha. Trên tinh thần là thuận mua vừa bán anh chị nhá. Giá là giá chính chủ, mình có thể gặp trực tiếp chủ nhà để thương thảo. Đấy. Và bây giờ em sẽ lên lầu để cho toàn thể anh chị mình xem. Rồi, ở đây thì ra chợ rất là gần. Ở đây có hai cái chợ bao gồm chợ Đông Đô và chợ Thành Nam. Nói chung là dưới 1 km anh chị sẽ có hai cái chợ đó anh chị nhá. Gần nhất là chợ Đông Đô. Chợ Đông Đô thì kế bên có mấy trăm mét thôi, tầm 500m anh chị nhá, rất là gần nhá. Đấy, còn chợ Thành Nam thì tầm khoảng 800m. Nói chung hai cái chợ. Rồi, ở trên lầu này mang tới anh chị mình một khu vực để trống này, anh chị mình có thể tăng thêm cái số lượng phòng ngủ nếu muốn anh chị nhé. Còn hiện tại bây giờ gia chủ đang để trống như thế này, to lắm quý chị. Đấy, nguyên một cái khoảng trống như thế này đó. Phía sau đây sẽ có một cái phòng ngủ nữa quý chị này. Còn bên đây là phòng thờ của nhà mình. Đây, bên đây là phòng thờ nhá. Bên đây là phòng thờ thì em sẽ quay lần lượt cho toàn thể anh chị mình xem. Anh chị ơi, nhà này là hướng nam check tây một chút xíu, check tây một chút xíu nhá. Đấy, check tây một chút xíu, nhà hướng nam, ngang 5m5 thì dài 20 là 110m, nhà hoàn công, có 88m thổ cư, anh chị nhá. Đấy, đây phòng ngủ trên lầu nhà mình đây. Đó, đây là phòng ngủ trên lầu nhà mình. Vậy là nhà mình sẽ có hai phòng ngủ, phòng thờ, một phòng ngủ trên, một phòng ngủ dưới anh chị nhá. Và một cái khu vực trống này em nghĩ nếu mà gia đình mình muốn tăng thêm phòng ngủ là làm chỗ này thêm một cái phòng ngủ là dư sức anh chị nhá, dư sức nhá. Rồi, nhà vệ sinh và cái giếng trời này ở phía cuối, chỗ này đồ áo em che anh chị nhá. Đấy, đây giếng trời của nhà mình đây. Đó, bên đây là khu vực nhà vệ sinh của mình. Đó. À, quá ok ha. Anh chị đi xem căn nhà này có thể hẹn em vòng xoay An Phú, ngã 6 An Phú đều được, hoặc không thì chợ Thành Nam, hoặc không thì chợ Đông Đô ha. Em sẽ dẫn anh chị mình đi xem. Còn tất cả thông tin em Hải đưa trên kênh YouTube là đầy đủ, chính xác, minh bạch, công khai ha. Thông tin em đưa là không làm mất thời gian của ai. Để cho anh chị nào thấy phù hợp thì mình hãy đi xem ha. Đấy.
Còn tất cả bất động sản em Hải review là sổ hồng riêng hết, không review sổ chung. Mua là đi công chứng và sang tên hỗ trợ ngân hàng thoải mái cho anh chị mình luôn. Đấy. Thông tin là phải đúng, phải đủ, phải chính xác anh chị nhá. Còn đối diện nhà mình là cái đất trống này là đất xây chung cư, xây cao tầng này. Mình check quy hoạch là ra anh chị nhá. Đó, thông tin thực tế nhá. Chị thấy không? Rất đẹp luôn. Rồi 3 tỷ 8 còn bớt còn thương lượng, anh chị nào thấy phù hợp alo cho em. Em xin cảm ơn.